Hello cả cả nhà có ai vào chưa? Mọi người đang làm gì đó? Vào đây đông đông nói chuyện với Sam nè. Xin chào mọi người. Mới có thấy vài bạn vào à ha. Hello Hương Phạm, chào Ngọc Lụa, Sam chào bạn nha, chào Hình Trắng, Trần Ngọc Thảo, Mai Nguyễn chào em, chào Minh Hiền. Đúng rồi Hương Phạm, comment đầu tiên nè. Trầm My chào em, Enly Trương chào bé, Sang Mai chào con, Vĩnh Thiên, Hà Vi, Tống Phụng Chi đây, thím đây thím đây. Chào Hải Đăng, Tài Nguyễn, Lạc Vĩ Thiên, chào em. Comment thứ hai Quỳnh Trắng, đúng rồi. Nga Vân, xin chào. Cảm ơn bé Nguyễn. Kim Ngân, trời ơi tưởng ai, bữa giờ không có lên quán chơi à, hình như là em đang đi Hàn Quốc đúng không Ngân? Hiệu, em đang đi Hàn Quốc đúng không Ngân? Dạo này chị còn làm ở đó không ta hả? Chị còn làm ở đó không Lam ơi? Cái mặc đồ dễ thương hả? À, cái này là cái áo choàng ngủ ở ở nhà, tại vì mới vừa đi ở ngoài về cho nên là xem mặc vội cái này vào, tại vì làm biếng thay đầm quá. Cảm ơn bé Trà My nha. Sao đợt này chị không đóng gia đình là số 1 nữa hả? À Mimi Trang ơi, tại vì đợt này là chị không có sắp xếp được thời gian để có thể... Em về rồi hả Ngân? Vì đợt này chị không có sắp xếp được thời gian để tham gia gia đình là số 1 phần 2, bởi vì cái lúc mà lịch quay của gia đình là số 1 phần 2 thì lại trùng với lịch lúc đó chị đang ở nước ngoài, cho nên là chị không có sắp xếp để tham gia được. Biết khi nào mới được gặp thím yêu của con hả? Tống Phụng Chi, hôm nào làm offline là con phải có mặt mới được nha. Thành viên chủ chốt trong họ xa mini của gia đình mình. À, Sam có nét giống NLTK. NLTK là ai vậy ta? Chào Thiên Linh, thích giọng nói này của chị à. Hôm nay giọng cũng hơi còn khang khang chút xíu à, bữa giờ Sam đang bị khang tiếng, không phải khang tiếng mà bị viêm họng á, xong nó thành ra ảnh hưởng đến cái giọng. Chủ nhật em có đi casting sàn đấu ca từ mà không biết đậu hay trượt, mong là đậu để được gặp chị yêu với lại anh Bắp. Chị cũng hy vọng là em sẽ đậu sàn đấu ca từ ha. Năm nay á, sàn đấu ca từ á, thì Sam sẽ dẫn chung với lại anh Ngô Kiến Huy, hy vọng là mọi người cũng sẽ ủng hộ show sàn đấu ca từ năm nay nha, cũng là sẽ là một show vô cùng thú vị của Sam trong năm nay. Mà tháng 8 nha thím, con đậu đại học là lên gặp thím hả? Ok Tống Mụn Chi thôi, mình hẹn cuối năm đi ha. Bé Đượm trên phim những ngoài đời đều dễ thương. Cảm ơn Quỳnh Mai. Hôm nay chị không đi quay hả? À không, hôm nay thì chị lại không có đi quay, nhưng mà hôm nay thì lại có rất là nhiều công việc cá nhân phải đi à, và cũng có phải đi thử đồ, thử trang phục nữa. À, nói chung là cũng khá nhiều việc và Sam đi ra ngoài từ sáng tới bây giờ mới về tới nhà. Mới vừa về tới nhà luôn. Mở cái livestream lên để có thể tám chuyện với mọi người. Cảm ơn chị Nguyễn Kiều Dự Thơ. Thím làm việc nhớ gìn sức khỏe của Ginner, cảm ơn con. Sam có thấy em không? Ngọc Bon, Ngọc Bon, chị thấy em này nè.
Chị ơi, cuối năm có cô Thắm về về làng không hả? Cuối năm nay hả? Năm vừa rồi thì có cô Thắm về làng phần 4, không biết là em có coi không? Còn cô Thắm về làng phần 5 thì chị cũng đang không biết là năm sau có quay hay không nữa, tại vì cái đó còn tùy thuộc vào nhà sản xuất. Cảm ơn Ngoan Ngoan nha. Chị ơi, năm nay thi vào sân khấu điện ảnh dễ không chị? Lưu Nhật Khoa ơi, thực ra cái này chị cũng không có rành nữa. Bởi vì chị cũng là một diễn viên tay ngang và cũng không có xuất thân từ trường sân khấu điện ảnh. Nhưng mà nếu như em thi vào á, thì chị nghĩ á, nếu mà thực sự mà mình có năng khiếu và mình có sự cố gắng thì sẽ đậu một cách dễ dàng thôi, bé cố lên nha. David Sơn, Hiếu Trần, hai em, hai Thư Thư, Trúc Phạm, chào Thím Kim Chi, chào em. Như Quỳnh có, chị thấy comment của em rồi nè, nãy giờ em comment gãy tai mà sao chị chưa thấy. Lê Minh Khương, chào bé. Mọi người vào đây đông đông nói chuyện với Sam nha, hôm nay có nhiều cái thú vị lắm. Em thích chị dẫn chương trình Biệt Đại Thiết Ho mùa 2 hả? Tấn Lê, cảm ơn bé nha. Ở nhà em có con nít không? Ở nhà có con nít không mà xem Biệt Đại Thiết Ho nè? Mà thật ra là Sam thấy cái show Biệt Đại Thiết Ho nó rất là dễ thương. Ở nhà có con nít à, mình xem cũng được, hay là người lớn mình xem mình cũng thấy vui nữa, bởi vì nhìn mấy em bé rất là dễ thương. Mà mọi người biết là khi mà Sam tham gia Biệt Đại Thiết Ho á, là tự nhiên cái muốn mình cũng có con ghê, tại vì nhìn thấy mấy đứa con nít dễ thương vô cùng luôn. Mà con Sam phải công nhận như là con nít bây giờ sao mà tài năng nhiều quá và rất là dạn dĩ, trong khi á là ngày xưa thì Sam đâu có gọi là mình có tự tin như mấy đứa nhỏ bây giờ đâu. Mấy đứa con nít bây giờ tự tin kinh khủng. Thím yêu học trường nào vậy hả? Hồi xưa thì chị học trường Mã Đĩnh Chi. Trần Doanh Doanh, chào em. Sa Ngọc Xuyến, thím đây, thím thấy con rồi đây. Đỗ Thanh Mai, chào em. Chị có thấy em không vậy? Mi Thảo, chào bé. Con cũng muốn lấn sân vô showbiz ghê nhưng mà không có được đẹp mà như thím mà. Không có sao, quan trọng là nếu mà con thật sự yêu thích nghệ thuật đó, thì mình cứ thử sức của mình xem sao. Tại vì không hẳn là mình có nhan sắc thì mình mới có thể tham gia được trong showbiz. Con cũng có rất là nhiều bạn có tài thì mình vẫn có thể hoạt động showbiz được, nếu như mà thật sự là mình có khả năng và có sự cố gắng. Cho nên là mình cứ thử sức không sao ha. Sau này giọng chị nhẹ nhàng quá hả An Hi, tại vì Sam đang bị viêm họng, thành ra là không có dám nói lớn tiếng, bởi vì mấy ngày tới là Sam còn phải đi quay show dẫn chương trình nữa, cho nên là không có dám nói lớn bởi vì sợ hư giọng. Thì hôm nay có một cái rất là thú vị muốn chia sẻ với mọi người nha. Mọi người vào tham gia game show chung với Sam và lát nữa sẽ có những cái phần quà rất là đặc biệt dành tặng cho mọi người. Ngày hôm nay thì Sam sẽ, mọi người biết là trong những cái livestream gần đây thì livestream nào dường như là Sam cũng có rất là nhiều quà tặng dành tặng cho mọi người hết. Bởi vì mọi người biết không, Sam thật sự rất là trân quý khi mà các bạn hay vào xem livestream của Sam và vào nghe Sam tám chuyện cũng như là chia sẻ với Sam rất là nhiều thứ trong cuộc sống. Thì coi như đó là những cái món quà nho nhỏ mà Sam muốn gửi đến cho mọi người. Cho nên là mấy cái livestream nào gần đây thì Sam cũng có dành tặng những cái phần quà gọi là nho nhỏ đến mọi người. Và cái livestream này cũng vậy nha. Sam hứa là sẽ dành tặng 5 phần quà. 5 phần quà là 5 bộ mỹ phẩm mini rất là dễ thương, gồm là một cái kem ngày, một cái kem bua day cream và bua night cream, một cái kem ngày và kem đêm, mà bộ sản phẩm mà Sam đang sử dụng luôn. Thì Sam sẽ dành tặng 5 phần quà đó cho 5 bạn comment nè và share nhiều nhất nha. Các bạn đồng ý không? Nha, ngày hôm nay Sam sẽ dành tặng 5 phần quà, đó là 5 bộ mỹ phẩm.
gồm một cái sản phẩm kem dưỡng da trắng da ban ngày và kem dưỡng trắng da ban đêm, Bua Day Cream và Bua Night Cream, dành tặng cho các bạn đang xem livestream của Sam nha. Dành tặng cho những bạn nào share và comment nhiều nhất, comment những cái câu hỏi đặt cho Sam nha. Và đến cuối chương trình thì Sam sẽ thông báo kết quả cho các bạn như là những cái livestream trước nha. Rồi và bây giờ Sam sẽ bắt đầu với chủ đề của ngày hôm nay luôn ha. Ngày hôm nay thì Sam sẽ làm cái livestream này để giống như là muốn chia sẻ với mọi người về cái bí quyết chăm sóc da của Sam. Bởi vì những câu hỏi mà Sam gặp được trong livestream và trong inbox đều rất là nhiều. Đa phần là các bạn hỏi Sam về những cái chủ đề liên quan đến làm đẹp là nhiều. Không biết mọi người tin tưởng mình hay sao, nhưng mà rất là hay hỏi mình về những cái bí quyết chăm sóc da nè, những cái chủ đề mà liên quan đến làm đẹp thì được hỏi rất là nhiều. Và cái câu hỏi mà Sam thường nhận được nhất đó là cái bí quyết như thế nào để có thể chăm sóc da và dưỡng da, và cũng như là những cái tip chăm sóc da hàng ngày nè, cũng như là cái cách như thế nào để mình có thể chăm sóc da đúng cách và sử dụng những cái loại mỹ phẩm đúng cách nhất. Bởi vì các bạn biết nha, mình sử dụng mỹ phẩm đúng mỹ phẩm là một chuyện, nhưng mà sử dụng mỹ phẩm đúng cách lại là một chuyện khác nữa. Nó cũng là một cái vấn đề rất là quan trọng trong cái việc chăm sóc da của mình. Thì ngày hôm nay trong cái livestream này, Sam sẽ giải đáp hết tất cả các câu hỏi, là tất cả những cái thắc mắc của các bạn về những cái vấn đề là chăm sóc da và dưỡng da nha. Ngày hôm nay sẽ làm chủ đề về face đi. Mình sẽ hỏi những cái câu hỏi liên quan về chăm sóc da mặt nha. Còn cái chủ đề về body thì có thể là ngày hôm khác Sam sẽ làm ha. Con trai xài mỹ phẩm có sao không chị Sam? Tấn Lê ơi, con trai xài mỹ phẩm thì vẫn được nha, không sao hết. Bởi vì có lẽ là con trai xài mỹ phẩm đối với lại người Việt Nam của mình á thì còn quá xa lạ, và thường á thì người Việt Nam mình hay có những cái tư duy á là con trai thì không có nên xài mỹ phẩm thì giống con gái quá, nhưng mà thật ra là không có phải. Mà thật ra là người nước ngoài, đặc biệt á là Hàn Quốc, thì họ sử dụng mỹ phẩm rất là nhiều, đặc biệt là những người con trai nha. Còn sử dụng mỹ phẩm á, đôi khi còn nhiều hơn cả con gái nữa. Sam có những người bạn á, con trai là người Hàn Quốc, họ sử dụng mỹ phẩm rất là nhiều, và ở bên Hàn Quốc đối với họ chuyện đó là chuyện rất là bình thường, không có gì hết. Bởi vì cái bước chăm sóc da đó giống như là một cái bước căn bản hàng ngày mà ai cũng sử dụng hết. Đang bị nghẹt mũi. Và ngày hôm nay thì Sam sẽ chia sẻ cho mọi người về cái bí quyết chăm sóc da của Sam nha. Sam sẽ nói về cái bộ mỹ phẩm mà Sam đang sử dụng. Mọi người hay thường hỏi là Sam chăm sóc da bằng cái sản phẩm gì, thì cái câu hỏi đầu tiên mà Sam sẽ trả lời mọi người nha là cái bộ đôi mà Sam đang sử dụng chăm sóc da. Đây là một cái sản phẩm mà Sam rất là yêu thích luôn, và sử dụng phải nói là rất là ưng ý. Mọi người có thể thấy là cái đợt mà Sam đi quay confetti về á, đợt đó là Sam bị da Sam rất là xấu, bởi vì dị ứng với thời tiết. Mọi người biết là tại vì trong cái phim trường confetti á, là ngày nào mọi người thấy quay hình vậy thôi. Có lẽ là nếu mà ai mà xem confetti á, có theo dõi confetti á, thì Sam cũng có rất là hay nhắc trong các số phát sóng của confetti là trong cái phim trường của Sam rất là lạnh. Tại mọi người biết nha, trong cái phim trường á, thì để bảo quản được cái máy móc, tại vì sợ nóng quá đó thì máy nó sẽ bị những cái vấn đề kỹ thuật, cho nên là để bảo quản được cái máy móc và để có thể vận hành được trong cái phim trường đó thì nhiệt độ của phim trường lúc nào cũng 19 độ trở xuống. 19 độ trở xuống nha. Nhưng mà 19 độ không phải như cái máy lạnh của mình đâu, mà là cái máy lạnh công suất lớn á, nó lạnh kinh khủng luôn. Lúc nào Sam vô trong phim trường đó thì cũng phải mặc áo ấm, áo lông rất là dày. Tới khi mà quay á thì Sam mới mở ra thôi. Bởi vì có những lúc mà mọi người thấy là Sam bị cảm trong lúc mà quay confetti rất là nhiều. Và do cái thời tiết lúc mà quay á bị khô, và cái thời tiết ở bên đó thì Sam cũng không có hợp nữa, cho nên là đợt mà về Việt Nam thì Sam bị dị ứng rất là nhiều và cái da mặt không có được đẹp. Nhưng mà sau 2 tuần Sam sử dụng cái bộ mỹ phẩm này từ khi Sam về Việt Nam thì Sam rất là ưng ý. Đầu tiên là phải nói là chị Vũ Ý Nhi, đó là một người bạn của Sam mà tại vì hồi xưa là hay mua mỹ phẩm bên chị, thì chị biết Sam về Việt Nam nên có gửi tặng Sam một cái bộ mini, cái bộ cũng là cái bộ mà ngày hôm nay Sam sẽ dành tặng cho mọi người nè. Đó là 5 cái bộ sản phẩm mà Sam dành tặng cho mọi người, đó là cái bộ dưỡng da mini mà Sam đang sử dụng hồi trước luôn á. Thì đó là sử dụng thử, chỉ tặng cho Sam sử dụng thử thôi. Thì sử dụng xong thì mê quá, tại vì cái đó thì sử dụng được khoảng chắc là một tuần hơn là đã hết rồi. Và một tuần là mình đã thấy có hiệu quả rất là rõ rệt luôn. Thành ra Sam phải tốn tiền để mua ở chị Nhi thêm một cái bộ sản phẩm, gọi là một cái bộ sản phẩm mà Sam đang sử dụng này. Bộ này gọi là hao tiền của tôi quá.
Nhưng mà không sao hết, tại vì khi mà mình sử dụng cái bộ mỹ phẩm mà mình cảm thấy ưng ý và mình có một cái làn da đẹp á thì tốn bao nhiêu tiền cũng không có tiếc hết, đúng không các bạn? Và đó là khi đó chị Nhi đưa cái bộ mỹ phẩm mini để mình sử dụng, tặng cho mình sử dụng, thành ra là cuối cùng mình tốn tiền mình mua nguyên cái bộ mỹ phẩm lớn luôn. Nhưng mà sử dụng phải nói là rất là thích. Mọi người biết là cái bộ mỹ phẩm này á nha, cái bộ sản phẩm này á được gọi là, đây á là cái sản phẩm là Bua D Cream. Bua D Cream. Còn cái sản phẩm này gọi là Bua Night Cream, là có một cái kem dưỡng trắng da ban ngày và kem dưỡng trắng da ban đêm nha. Đây là hai cái sản phẩm mà Sam đang sử dụng, và cái bộ đôi sản phẩm này á là đến từ Hàn Quốc nha các bạn. Đến từ Hàn Quốc, nhập khẩu 100% từ Hàn Quốc luôn. Phải nói là sử dụng rất là thích, rất là êm. Và cái hộp này rất là hay, Sam sẽ chỉ cho mọi người nha. Mọi người thấy là khi mà mở cái nắp này lên thì ở đây nó sẽ có một cái nút ấn. Khi mọi người ấn vào cái nút này nè thì kem sẽ tự trồi lên trên, và sau đó mọi người sẽ lấy, mọi người thoa lên trên mặt. Cái thiết kế của cái hộp này á, Sam rất là thích ở một cái chỗ ấy, là khi mà ở những cái hũ kem mà mình hay xài bình thường á, mình mở cái nắp ra, sau đó cái mình lấy cái kem mình sử dụng thì đôi khi là những cái vi khuẩn này hay là những cái bụi bẩn từ cái không khí bên ngoài có thể rơi vào bên trong cái hũ kem mà mình đang sử dụng. Thì cái hộp này được thiết kế một cách rất là hay, có nghĩa là không có không mình không không khí không có tiếp xúc được trực tiếp với lại cái bề mặt sản phẩm bên trong, mà khi mà mình nhấn vào cái nút này nè, mình nhấn vào cái nút này thì cái tinh chất kem dưỡng da nó mới trồi lên trên và đúng cái liều lượng để mình sử dụng thôi. Cho nên là mình không có sợ những cái bụi bẩn hay là những cái vi khuẩn nó có thể vào bên trong cái sản phẩm này của mình. Và để đầu tiên Sam sẽ gọi là tư vấn cho mọi người một chút xíu về cái kem Bua D Cream này nha. Kem Bua D Cream này thì mọi người có thể gọi là kem, tại vì cái tên mà gọi là tên Việt Nam á, mà mọi người hay gọi á là tên là kem lọc nhung hay là kem mọc qua, đều là cái kem này nha. Kem lọc nhung hay kem mọc qua ngày đều là cái sản phẩm Bua D Cream này. Tại sao mà gọi là cái tên đó? Tại vì thường là những cái sản phẩm thì mọi người sẽ thường nhớ tới những cái thành phần mà gọi là quan trọng, những cái thành phần mà nổi trội trong một cái sản phẩm đó. Thì cái lọc nhung, cái thành phần lọc nhung mọi người có biết không, là cái gọi là cái sừng mới lú lên trên trên đầu của con hươu á, nhưng mà khi mà nó chưa có mọc thành xương, chưa có chất sừng bên trong, chỉ mới có một cái lớp nhung thôi á, thì khi mà cái đó là một cái gọi là một cái thành phần vô cùng quý hiếm trong đông y hay là trong thiên nhiên của mình ngày xưa tới giờ, mọi người cũng biết rồi đó. Thì á, lọc nhung là một trong những cái thành phần vô cùng quý giá trong cái sản phẩm này, và mọc qua cũng như vậy. Mọc qua, mọi người biết mọc qua là một cái họ gồm ba chi, ba cái chi gồm cái giống như gờ nó gần giống như là hoa hồng vậy đó, nhưng mà không phải là hoa hồng nha, thuộc họ hoa hồng, nhưng mà gồm ba chi là cái thân có gai và cái hoa đó. Mọc hoa thì một năm nó chỉ được nở một lần thôi, và thật sự rất là khó trồng, cho nên đó cũng là một trong những cái thành phần rất là quý hiếm trong cái sản phẩm này, nên mọi người cũng có thường hay gọi đây là kem lọc nhung hay là kem mọc hoa ngày. Đây là cái sản phẩm này, và trong cái sản phẩm này á có một cái công nghệ mà Sam rất là thích. Đó được gọi là công nghệ nano water. Đó là công nghệ nano water, là các phân tử, các siêu phân tử nước. Cái công nghệ này á, nó cung cấp các siêu phân tử nước và nó sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta luôn được cung cấp ẩm, luôn được cấp nước và giữ ẩm cho làn da của mình suốt 16 tiếng đồng hồ lận. Và cái này là một cái mà Sam rất là thích. Bởi vì mọi người biết là trong tất cả các sản phẩm mà dưỡng da đó thì cái tính năng mà giữ ẩm là một tính năng vô cùng quan trọng trong các bước chăm sóc da. Bởi vì nếu mà các bạn không chú trọng vô cái việc mà chăm sóc cho giữ ẩm cho làn da của mình á, thì cái làn da của mình sẽ không khỏe được. Khi mà các bạn ở người Việt Nam của chúng ta thường có một cái tư duy á, là dưỡng da là phải cần trắng da, cần phải đa phần là trắng da, mọi người sẽ trắng da hoặc là sẽ có một cái tính năng nổi trội như là điều trị nám, điều trị mụn vân vân. Nhưng mà mọi người thường bỏ quên một cái bước, đó là cái bước dưỡng ẩm cho da, bởi vì đây là một cái bước vô cùng quan trọng nha. Nếu mà làn da của chúng ta không có được cung cấp đủ ẩm á, thì cho dù là da bạn trắng như thế nào,
như thế nào thì da của chúng ta vẫn không đủ khỏe và nhìn nó vẫn không có căng mướt và không có đủ sức sống. Và bởi vậy Sam mới nói là cái bước mà cung cấp ẩm là cái bước vô cùng quan trọng trong cái quy trình chăm sóc da của mỗi chúng ta. Và trong cái sản phẩm này á, thì nó có một cái tính năng là nano water, là cung cấp cái siêu phân tử nước cho da và giúp cho làn da của chúng ta lúc nào cũng được ẩm, cung cấp ẩm và được giữ ẩm suốt 16 tiếng đồng hồ luôn. Cho nên là khi mà Sam sử dụng cái sản phẩm này đó thì gọi là cả ngày á. Cái sản phẩm này thì mọi người nên sử dụng vào ban ngày nha, tại vì đây là kem ban ngày mà, Bua Day Cream, thì mọi người sử dụng vào ban ngày. Thì Sam sử dụng cái này mỗi khi một buổi sáng trước khi mà Sam đi ra ngoài là Sam luôn sử dụng giống như là một cái lớp lót trước khi mà mình trang điểm, trước khi mọi người sử dụng kem chống nắng nè, hay là những cái lớp make up nè, thì phải có một cái lớp này nha. Cái lớp này nó giống như là một cái lớp màng bảo vệ cho làn da của chúng ta và luôn luôn giữ cho cái làn da chúng ta trong cái tình trạng là lúc nào cũng có đầy đủ độ ẩm hết. Và khi mà làn da của mọi người đầy đủ độ ẩm thì cái làn da của các bạn nó nhìn nó mới căng mướt, và khi mà sử dụng các lớp make up lên á thì nó mới nhìn đẹp được. Có những bạn luôn hỏi sao là tại sao make up mà hoài mà nhìn cái lớp nền nó không có đẹp. Đó là một phần là do da của các bạn chưa có được đầy đủ ẩm, chưa có được cung cấp đầy đủ nước, cho nên là khi mà mình đánh cái lớp nền nó lúc nào cũng không đẹp. Đó là mọi người có thấy được những cái sự mà cần thiết của cái tính năng là cung cấp ẩm chưa? Và đây nha, cái tính năng mà Sam rất là thích trong cái sản phẩm Bua Day Cream này đó chính là công nghệ Nano Water, cung cấp siêu phân tử nước giúp cho da lúc nào cũng cung cấp đầy đủ nước hết. Đó là một cái mà Sam rất là thích. Và sản phẩm này thì nó sẽ có tính năng á là dưỡng trắng da nè, tái tạo da nè, chống lão hóa nè. Nếu mà mọi người muốn dưỡng trắng da thì sẽ có công dụng sau 7 ngày. Tại vì khi mà Sam sử dụng sau 7 ngày thì Sam đã thấy làn da của Sam rất là trắng lên. Và còn nếu như mà ai mà cái sản phẩm này nó cũng có một cái tác dụng nữa là chống nhăn nè và chống lão hóa, cũng như là làm giảm các vết nám và tàn nhang trên mặt. Nhưng mà cái tính năng đó thì sử dụng sau 14 ngày thì các bạn mới cảm thấy có hiệu quả nha. Nhớ là sau 14 ngày. Và cái sản phẩm này còn có một cái tác dụng là giống như là một cái lớp màng bảo vệ và chăm sóc da của chúng ta mỗi khi mà ra ngoài đường. Bởi vì có cái công nghệ Nano Water sẽ làm thành một cái lớp màng bảo vệ giúp cho làn da của chúng ta, một là cung cấp đầy đủ độ ẩm nè, thứ hai sẽ là một cái lớp màng bảo vệ tránh khỏi các vi khuẩn nè, hay là những tác hại từ cái môi trường bên ngoài, hoặc là những cái tác hại từ ánh nắng mặt trời, hoặc là những cái tác hại từ những cái sản phẩm mà mình sử dụng như là kem make up nè, hay là kem chống nắng nè. Tại vì mọi người biết là những cái sản phẩm đó khi mà nó có những cái tính năng make up hay là những cái tính năng chống nắng thì nó sẽ có một cái chút gì đó sẽ dễ dàng gây hại cho làn da. Thì trước khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm đó để ra ngoài, hoặc là trước khi ra ngoài đường tiếp xúc với môi trường bên ngoài hoặc là ánh nắng mặt trời, thì nên sử dụng một lớp Bua Day Cream này vào để cho nó sẽ tạo thành một cái lớp màng bảo vệ cái làn da mặt của chúng ta khỏi các tác hại từ môi trường bên ngoài. Đó là một trong những cái tính năng mà Sam rất là thích. Còn về thành phần của cái sản phẩm này á, đang bị nghẹt mũi, mọi người thông cảm xíu nha. Còn về các thành phần của sản phẩm này á thì gần như là 100% từ thiên nhiên luôn. Bởi vì trong đây thì có thêm cái tính năng là nano water thì không phải là cái từ thiên nhiên nha. Thì đó là một cái công nghệ mới. Nhưng mà còn các thành phần còn lại thì 100% từ thiên nhiên hết. Trong này có những cái thành phần rất hay như là lá của trái hồng kaki nè. Cái này thì sẽ có chức năng là làm săn chắc và sáng cho gần, giúp cho cái làn da của chúng ta sáng hơn. Và có những cái rất là hay giống như là hạt chia. Hạt chia thì sẽ giúp cho cái làn da của mình lúc nào cũng được ẩm. Mọi người biết đó là hạt chia là một cái gọi là một cái sản phẩm mà được phái đẹp sử dụng rất là nhiều. Mình uống vào nè cũng có tốt cho sức khỏe, tốt cho da, đẹp da. Và ngay khi cái sản phẩm này thì có tinh chất từ hạt chia, được chiết xuất từ tinh chất của hạt chia, thì sẽ giúp cho cái làn da của mình lúc nào cũng được giữ ẩm nè, giảm kích ứng và cũng như là tái tạo làn da của chúng ta. Và trong đây còn có một cái thành phần nữa là quế. Thì quế, chiết xuất từ quế nó sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta điều trị những cái vấn đề do mụn nè, hay là những cái vấn đề khi mà bạn bị tổn thương da. Nếu như mà làn da của chúng ta đang có những cái vấn đề như là tổn thương do mình bị dị ứng trước đó, hay là mình bị mụn trước đó, thì cái thành phần chiết xuất từ quế trong đây nó sẽ có cái tác dụng là điều trị mụn và giảm những cái kích ứng trên làn da của mình. Và cái tiếp theo nữa, cái thành phần tiếp theo mà Sam rất thích nữa đó chính là keo ong. Thì cái thành phần keo ong này thì Sam nghĩ là các bạn
nếu mà mình có hay tìm hiểu về mỹ phẩm thì sẽ biết đây là một cái thành phần mà mới được các nhà khoa học nghiên cứu gần đây, những chuyên gia về làm đẹp nghiên cứu ra gần đây. Keo ong rất là tốt cho các sản phẩm về chăm sóc da. Keo ong thì mọi người biết là keo ong là cái mà gọi là cái con ong, không nhớ là gọi là cái con ong gì đó, hình như là ong chúa hả ta, là những cái tinh chất mà ong chúa được tới những cái gọi là những cái nhựa cây nè, những cái nhựa cây đó, gọi là những cái nhụy hoa đó, khi mà ong chúa người ta lấy về những cái tinh chất đó gọi là keo ong. Thì keo ong nó có tác dụng vô cùng tuyệt vời trong cái việc là chăm sóc da và kháng lại những cái vi khuẩn có thể gây hại cho da, và keo ong nó sẽ làm có lớp màng bảo vệ da vô cùng tuyệt vời. Tiếp theo nữa thì chính là chiết xuất của lá ngải cứu. Chiết xuất của lá ngải cứu thì nó sẽ có tác dụng là điều trị viêm da này, nếu như mình da bạn đang có những cái vấn đề mà về da, da mình bị tổn thương thì đây sẽ là một cái thần dược để có thể điều trị những cái vấn đề về viêm da và có tác dụng giữ ẩm và làm sạch da nữa. Làm sạch da để giúp cho cái làn da của mình sẽ có một cái lớp bảo vệ vô cùng tuyệt vời. Tiếp theo đó chính là thành phần hoàng cúc. Hoàng cúc thì sẽ có tác dụng là điều trị thâm nè và kích thích tái tạo da, cũng như là giúp cho làn da của chúng ta là tái tạo những cái tế bào mới ở dưới da. Mọi người biết là cái làn da của chúng ta thì luôn có một cái cơ cấu là tự sản sinh ra những cái tế bào, những cái tế bào mới, nhưng mà đôi khi là do cái làn da có những cái bạn à, thí dụ là mình xài mỹ phẩm nhiều quá thì cái bề mặt của chúng ta, làn da của chúng ta đã bị yếu đi rồi, hoặc là có những bạn xài mỹ phẩm không đúng cách thì cũng làm cho cái làn da của chúng ta yếu đi. Thì khi mà cái làn da của chúng ta bị yếu đó thì cái quá trình sản sinh và tái tạo cái tế bào mới của chúng ta bị yếu dần. Tới lúc đó khi mà cái làn da của chúng ta tái tạo cái tế bào mới không kịp thì cái làn da của chúng ta sẽ bị xấu đi. Có nghĩa là như vậy. Tại vì cái cơ chế là cái lớp da của chúng ta luôn bị tiếp xúc và bị tác động từ cái môi trường bên ngoài thì cái làn da của chúng ta sẽ bị yếu dần đi. Nhưng mà do cái làn da của chúng ta luôn có cái quy trình là tái tạo da hàng ngày thì cái làn da của chúng ta sẽ được khôi phục hàng ngày. Nhưng có những bạn á, làn da của chúng ta có thể là sức đề kháng đang yếu, xài mỹ phẩm không đúng cách, hay là vân vân, hay là do sức đề kháng của mình yếu, những cái lúc mà sức khỏe mình yếu, mình tái tạo da không kịp thì cái làn da của chúng ta sẽ bị xấu đi. Và trong cái thành phần hoàng cúc á thì nó sẽ có tác dụng là giúp cho cái làn da của ta kích thích cái quá trình tái tạo da nó sẽ nhanh hơn, bởi vậy giúp cho cái làn da của chúng ta đẹp hơn. Và cái thành phần mà Sam hồi nãy Sam có nói là vô cùng quý hiếm đó chính là mộc hoa. Mộc hoa như hồi nãy Sam có giải thích với các bạn rồi, nếu mà các bạn còn quá xa lạ với lại cái thành phần là nghe tên là mộc hoa thì các bạn có thể search ở trên Google ha. Mộc hoa là giống như là một cái họ của hoa hồng vậy đó. Đó là gồm một cái chi gồm ba cái loại cây, và cây có gai và dễ rụng nha. Và cái mộc hoa đó một năm chỉ nở hoa một lần thôi và rất là khó trồng, cho nên là gọi là đây là một cái thành phần vô cùng quý hiếm. Và cái thành phần mộc hoa này có tác dụng á là làm giảm nám, tàn nhang, cũng như là thúc đẩy quá trình tái tạo da. Và một cái thành phần quý hiếm nữa mà hồi nãy Sam có nói đó chính là lọc nhung. Lọc nhung á là giống như là một cái thần dược trong cái gọi là thảo mộc đông y của mình hồi trước tới giờ. Tại vì lọc nhung á nó có tác dụng á trẻ hóa làn da của chúng ta và giúp cho cái làn da của chúng ta lúc nào cũng được hồng hào, lúc nào cũng được đẹp hết. Và như mọi người biết là lọc nhung mới vô cùng quý hiếm, cho nên là đây là hai cái thành phần vô cùng nổi trội trong cái sản phẩm này, đó chính là lọc nhung và mộc hoa. Và các thành phần thì hồi nãy giờ Sam cũng có nói với các bạn rồi ha. Đây Sam sẽ mở cho mọi người xem bên trong nha. Đó, hồi nãy Sam có nói với các bạn là cái thiết kế của cái sản phẩm này Sam rất thích ở một cái chỗ là nó sẽ giúp cho cái bề mặt sản phẩm, bề mặt cái kem dưỡng của chúng ta không có tiếp xúc với lại môi trường bên ngoài, thành ra là lúc nào mình cũng sẽ được sạch hết. Khi mà các bạn bấm vào đây nè, nhìn nha, khi mà bấm vào đây thì kem dưỡng sẽ trồi lên và bạn sẽ lấy cái phần kem này mình sẽ thoa lên da thôi. Và cái kem này xài cực kỳ thích luôn nha. Mọi người xài kem ban ngày rất là thoải mái,
Khi mà mọi người thoa lên, nó sẽ thẩm thấu ngay vào bên trong da của các bạn luôn, và không hề có cảm giác bết dính hay là không hề có cảm giác là mình đang xài kem. Nói chung là rất là thoải mái, và đây á giống như là một cái lớp màng bảo vệ vào ban ngày vậy đó. Các bạn có thể sử dụng trước khi mà mình make up nè, hay là trước khi mà mình ra ngoài. Nếu như mà cái này là kem này là hoàn toàn gọi là an toàn cho mọi lứa tuổi và cho mọi người luôn. Ngay cả mẹ bầu, các mẹ mẹ bầu mẹ đang cho con bú cũng có thể sử dụng được nha. Và nếu như mà các bạn không có make up á, giống như là ban ngày mình sử dụng cái này mà mình không có make up thì mình chẳng cần tẩy trang luôn, bởi vì cái này á vô cùng dịu nhẹ, và mình chỉ cần rửa mặt bằng một cái loại sữa rửa mặt nhẹ thôi, hoặc là rửa mặt sạch thôi nha. Còn nếu như mà các bạn có sử dụng cái này xong rồi mình make up lên thì nhớ là phải tẩy trang nha. Và cái sản phẩm này nó giống như là một cái lớp màng bảo vệ cho cái làn da của chúng ta vào ban ngày vậy đó. Và Sam khuyến khích là các bạn nên sử dụng cái này. Một ngày mình sử dụng khoảng từ 1 đến 2 lần. Cứ 4 tiếng là mình sẽ thoa lại. Còn nếu như mọi bạn nào mà mình make up á, thì mình sẽ thoa trước khi mà mình make up nha. Cái bước này kem dưỡng thì mình sẽ thoa trước. Sau đó thì các bạn nếu mà có sử dụng kem chống nắng thì sẽ sử dụng thêm chống nắng và sử dụng cái lớp make up ở trên nha, và luôn sử dụng cái này trước. Cái lớp này nó giống như là một cái lớp bảo vệ, ngoài bảo vệ cho cái làn da của chúng ta khỏi các tác nhân từ môi trường bên ngoài như là ánh nắng nè, hay là bụi bẩn nè, thì nó cũng sẽ là một cái lớp màng bảo vệ để bảo vệ cái làn da của các bạn tránh khỏi các tác hại của như là kem chống nắng hay là các sản phẩm make up, các sản phẩm bên ngoài mà nó có thể gây hại cho da. Thì đây sẽ là một cái lớp màng bảo vệ cho cái làn da của chúng ta, rất là tuyệt vời luôn. Và cái thành phần này á, thì cái kem này thì không hề có kem cho có không hề có cái thành phần chống nắng nha, cho nên là các bạn nên sử dụng thêm cái sản phẩm chống nắng nữa. Thì mọi người hay bị nhầm lẫn giữa cái là kem dưỡng thì tại sao là không có cái thành phần chống nắng ở trong đó, nhưng mà mọi người đó là cái suy nghĩ hơi sai nha. Tại vì á, kem dưỡng và kem chống nắng là hai loại hoàn toàn khác nhau, không thể nào mà gộp chung cái công dụng vào chung với nhau như vậy. Bởi vì nếu như mà chúng ta sử dụng cái thành phần chống nắng cho vào kem dưỡng thì nó lại không gọi là kem dưỡng nữa mà gọi là kem chống nắng rồi. Và cái này á, thì các bạn nên sử dụng vào ban ngày sẽ rất là tốt. Xong khuyến khích các bạn nè, nếu mà chúng ta có make up thì cũng sử dụng trước khi make up để tạo thành một cái lớp màng bảo vệ cho cái làn da của chúng ta nha. Và cái sản phẩm, nếu mà mình đã sử dụng cái sản phẩm kem ngày rồi á, thì các bạn đừng bỏ qua cái sản phẩm Bua Night Cream, gọi là cái kem mọc hoa, cũng có thể gọi cái tên thuần Việt là kem mọc hoa, bởi vì trong đây cũng có một cái thành phần nổi trội, đó chính là mọc hoa vô cùng quý hiếm nha. Và cái này là có kem ngày và có kem đêm. Thường á là mọi người hay, người Việt Nam của chúng ta thì thường thường có cái suy nghĩ là kem ngày thì cũng có thể sử dụng vào ban đêm, hoặc là kem ban đêm thì cũng có thể sử dụng vào ban ngày. Nhưng mà tại sao người ta phải phân biệt, tại sao ở các nước tiên tiến người ta lại phân biệt kem sử dụng vào ban ngày và kem sử dụng vào ban đêm riêng ra như vậy? Bởi vì thật ra các tác dụng của nó hoàn toàn khác nhau, cho nên là lúc nào cũng phải phân biệt ra như vậy, các bạn không nên sử dụng chung nha. Đó là một cái tư duy khá sai. Bởi vì tại sao? Cái kem ban đêm á, thì thường á, nó sẽ có một cái công dụng á, cái cơ chế của kem ban đêm thì nó sẽ có cái công dụng là kích thích cái làn da của chúng ta, giúp cho làn da của chúng ta giãn nở nhẹ lỗ chân lông, giãn nở nhẹ lỗ chân lông để cho cái làn da của chúng ta có thể dễ dàng hấp thụ những cái tinh chất từ cái kem dưỡng vào sâu bên trong cái lớp hạ bì của chúng ta, để cho cái làn da của chúng ta thẩm thấu những cái dưỡng chất nhanh hơn. Thường thì cái làn da của chúng ta sẽ có 3 lớp: lớp thượng bì, lớp trung bì và lớp hạ bì. Lớp thượng bì là cái bề mặt da nè. Đó, còn cái lớp cái nó sẽ dễ dàng tiếp xúc với những cái tác nhân từ môi trường bên ngoài. Còn cái lớp hạ bì là sâu bên trong da thì cái kem ban đêm thì nó sẽ thường có cái cơ cấu á, là sẽ giúp cho cái làn da có tác dụng giúp cái làn da của chúng ta là giãn nở nhẹ lỗ chân lông, để các tinh chất nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong lớp hạ bì trong lúc mà chúng ta ngủ ở nhà. Đó là lý do tại sao mà cái ban đêm và ban ngày nó sẽ phân biệt với nhau, bởi vì nếu mà sử dụng chung là không có được. Khi nếu mà ban ngày mà mọi người sử dụng kem ban đêm thì lúc mà nó sẽ có tác dụng là giãn nở nhẹ lỗ chân lông của chúng ta, thì ban ngày mà mình đi ra ngoài đường mà thì nó sẽ bị
sẽ bị cái làn da của chúng ta sẽ hấp thu không phải là dưỡng chất nữa mà còn có bụi bẩn nè, vi khuẩn nè, hay là ánh nắng mặt trời sẽ hấp thu vào sâu trong lớp hạ bì luôn. Tới lúc đó thì các bạn sẽ không thể nào, nó không những là không phải là tốt cho da mà còn là hại cho da nữa. Đó là lý do tại sao chúng ta nên phân biệt giữa kem ban ngày và kem ban đêm. Còn cái kem dưỡng ban đêm này á, cái kem ban ngày này á thì sẽ có giá là 1.880.000 nha các bạn. Và cái này thì sẽ sử dụng được rất là lâu luôn. Và các bạn nhớ nha, ngày hôm nay thì Sam sẽ có mini game là 5 phần quà dành cho 5 bạn share livestream cũng như là comment các câu hỏi nhiều nhất nha. Các bạn hãy nhớ share livestream và comment các câu hỏi. Và đến cuối chương trình thì Sam sẽ công bố 5 bạn để Sam có thể tặng 5 phần quà này đến cho 5 bạn ấy. Còn cái kem ban đêm hồi nãy là Sam có chia sẻ với mọi người lý do tại sao mà chúng ta nên phân biệt cái kem ban ngày và kem ban đêm và không nên sử dụng chung nha. Đó. Các bạn có thể, nếu mà các bạn mới vào sau thì chúng ta có thể xem lại cái khúc livestream lúc đầu để Sam có thể tư vấn cũng như là chia sẻ với mọi người rõ hơn về cái nguyên nhân cũng như là lý do tại sao chúng ta không có nên sử dụng chung như vậy. Còn cái sản phẩm mà kem ban đêm Bua Night Cream này á thì có giá là 2.200.000 đồng và cũng sử dụng được rất là lâu luôn. Và cái tính năng cũng như là cái thiết kế mà Sam rất là thích ở cái sản phẩm này, nó giống như là cái kem ban ngày hồi nãy. Đó là cái thiết kế giúp cho cái bề mặt kem của chúng ta không có tiếp xúc với cái môi trường bên ngoài, nó sẽ kháng khuẩn, cái này rất là tốt. Và chúng ta chỉ cần nhấn, phải có thấy không? Nhấn nhẹ cái nút này nha. Đó. Thì cái lớp kem này nó sẽ trồi lên trên và các bạn chỉ cần sử dụng thôi. Mình sử dụng tới đâu thì mình nhấn tới đó. Cho nên là cái lớp sản phẩm còn lại bên trong nó sẽ không có tiếp xúc với môi trường bên ngoài, nó sẽ không có bị vi khuẩn hay gì á. Cái kem ban đêm này sử dụng cũng rất là thích, đặc biệt ở cái bộ đôi sản phẩm này Sam thích ở một cái chỗ á, là khi mà thoa lên trên da thì nó sẽ không hề có cảm giác bớt dính hay là khó chịu gì hết. Mọi người biết á là con gái của mình nó sợ nhất á là khi mà mình sử dụng, tất nhiên là dưỡng da hay là làm đẹp thì ai cũng thích rồi đúng không, nhưng mà con gái của mình sợ nhất á là sử dụng cái mỹ phẩm gì lên mà nó bị cái cảm giác là bớt dính nè, hay là bí bách cái làn da nè, thì nó sẽ rất là khó chịu. Còn lúc mà mình ngủ mình cũng cảm thấy không thoải mái nữa, và có khi là mình ngủ mình sẽ cảm thấy là khó thở và ngộp thở luôn do cái làn da của mình bị bí bách. Thì á, cái bộ đôi sản phẩm Bua Day Cream và Bua Night Cream này á, một đặc tính mà Sam rất là thích là khi mà mình thoa lên trên da thì kem sẽ thẩm thấu ngay vào sâu bên trong da luôn và không hề có cảm giác bí bách hay khó chịu. Cho nên là các bạn sử dụng vào ban đêm khi ngủ hay là sử dụng vào ban ngày khi mà đi ra ngoài thì cũng cảm thấy vô cùng thoải mái và không hề có cảm giác khó chịu nha. Và cái kem Bua Night Cream này thì sẽ có giá là 2.200.000 đồng. Tính năng thì cũng tương tự như là cái kem Bua Day Cream này, sẽ có tính năng là tái tạo da nè, trẻ hóa da nè, giúp cho cái làn da của chúng ta lúc nào cũng được cung cấp nước, lúc nào cũng được giữ ẩm nước để cho cái làn da của chúng ta sẽ được giữ ẩm suốt 16 tiếng đồng hồ luôn, cũng như là giảm nhăn, chống lão hóa, giúp cho cái làn da của chúng ta tăng cường độ đàn hồi nè, nâng cơ, dưỡng ẩm và giúp cho cái làn da của chúng ta lúc nào cũng được sáng mịn. Đó là những cái tính năng mà gọi là rất là nổi trội của cái sản phẩm Bua Night Cream này. Và thành phần thì cũng là 100% từ thiên nhiên hết nha. Thành phần của sản phẩm này là 100% Bua Night Cream, hay còn gọi là kem mọc hoa, là 100% từ thiên nhiên luôn. Thành phần đầu tiên là phải nói đến mọc hoa, là một thành phần rất là quý hiếm trong cái dòng sản phẩm này. Hồi nãy Sam cũng có nói với các bạn mọc hoa là gì rồi đó. Mọc hoa là một cái sản phẩm vô cùng quý hiếm, bởi vì cái cây này á chỉ nở hoa một lần trong năm thôi và vô cùng khó trồng. Và tác dụng của cái cây mọc hoa khi mà chiết xuất ra đó, tinh chất mà chiết xuất từ cây mọc hoa này nó sẽ có tác dụng là giúp cho cái làn da của chúng ta là mờ nám, mờ tàn nhang và thúc đẩy quá trình tái tạo da. Thành phần trong sản phẩm này là có mọc hoa nè, trà xanh nè, hạt chia nè, hoa cúc la mã nè, ngải cú nè, và cái gì nữa ta, để xong coi lại trong cái này cái ngải cú và dầu jojoba. Nói chung á là những cái thành phần trong cái sản phẩm mà Bua Night Cream này là hoàn toàn 100% từ thiên nhiên hết luôn, cho nên là các bạn rất là yên tâm khi mà sử dụng, hoàn toàn an toàn và lành tính cho cả mẹ bầu và đang mẹ đang cho con bú nữa. Các bạn hãy nhớ là share livestream cũng như là comment các câu hỏi nha.
Thanh Nguyễn có mờ nám và tàn nhang không chị? Có nha Thanh Nguyễn nha. Và sản phẩm này á, có là mờ nám và tàn nhang như chị mới vừa nói luôn. Đó là cái thành phần mộc qua có trong hai sản phẩm này. Thành phần mộc qua này á, đây là một cái nguyên liệu vô cùng quý hiếm, là một trong những cái thảo mộc đông y quý hiếm. Và cái thành phần này nó sẽ có tác dụng là làm mờ nám và tàn nhang, cũng như là thúc đẩy cái quá trình tái tạo da. À, các bạn còn có câu hỏi nào nữa không nè? Nhớ là Nguyễn Trữ Vi có trị tàn nhang không thím? Thím cũng vừa mới trả lời câu hỏi này xong nha. Sản phẩm này có xuất xứ từ đâu vậy chị? Ngọc Ngọc Trâm ơi, sản phẩm này có xuất xứ 100% từ từ Hàn Quốc nha, từ Korea nha. Được sản xuất tại Korea và nhập khẩu về Việt Nam. Không bị bớt rít đúng không thím? Đinh 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 Hậu ơi, đúng rồi, không hề bị bết dính và cũng không hề có cảm giác khó chịu nha. Nói chung á là khi mà thoa lên, nó hồi nãy Sam cũng có thoa lên tay cho mọi người xem thử. Tại vì ngày hôm nay Sam có make up rồi cho nên không có thoa lên trực tiếp lên trên mặt cho mọi người xem được. Nhưng mà khi mà mọi người thoa lên kem, thoa kem lên trên da mặt á, thì sẽ không hề có cảm giác bết dính hay là khó chịu, mà sẽ cảm giác là kem thẩm thấu ngay vào sâu bên trong da chỉ trong 3 giây thôi, giúp cho cái làn da của chúng ta căng mướt và đầy đủ độ ẩm, cũng như là những cái tính năng mà chăm sóc da thì hồi nãy Sam cũng có nói với mọi người rồi đó. Đặc biệt là cái kem ban ngày nè, Bude Cream này á, nó rất là hay ở một cái chỗ là khi mọi người thoa lên chỉ cần 3 giây thôi thì sẽ làm cho cái làn da của mọi người giống như là được cung cấp nước, được thay một cái lớp da mới, sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta căng mướt tức thì, và rất là nhìn rất là ẩm, rất là mướt, rất là bóng. Và khi đó thì cũng như là một cái lớp màng bảo vệ cho làn da của chúng ta. Nếu mà trước khi các bạn ra ngoài, trước khi make up này thì nên sử dụng cái lớp này ha. Để sau sẽ nói về một số tip chăm sóc da cho mọi người nha. Để dùng cho da mặt thôi hả thím? Tống Phụng Chi, đúng rồi Tống Phụng Chi ơi, sản phẩm này thì dùng cho da mặt thôi nha. Con đi nắng hơi nhiều, có bị ăn nắng không thím? Nguyễn Triệu Vi ơi, vừa livestream xong rồi. Đúng rồi chị Vũ Yến Nhi, em đang chia sẻ với mọi người cái bộ đôi sản phẩm mà em đang mua bên chị nè. Hôm bữa có nói với mọi người á, hồi nãy có kể cho mọi người nghe là lúc mà Sam á họ đi quay ở nước ngoài về đó, thì chị Vũ Yến Nhi á mới tặng cho Sam một cái gọi là cái bộ sản phẩm này, nhưng mà mini, một cái bộ mini để cho Sam dùng thử. Thì dùng được khoảng hơn một tuần thôi là hết rồi, nhưng mà cảm thấy hiệu quả quá đi, vậy là phải tự móc túi tiền ra. Đúng là biết cách chiêu dụ dụ khách ghê luôn á bà Nhi này đó. Xong hả, cuối cùng là phải bỏ ra gần 4 triệu để có thể mua được cái bộ sản phẩm này, nhưng mà xài rất là lâu bởi vì cái này to lắm. Hai vợ Chí Khang, các bạn có câu trả lời gì thì cứ đặt tiếp cho Sam nha. À, và để Sam sẽ cung cấp cho các bạn thêm một số tip chăm sóc da. Có nhiều bạn nói với Sam á là sao thí dụ là cũng sử dụng những khách sản phẩm giống nhau đi, nhưng mà tại sao người này á sử dụng có hiệu quả hơn người kia, thì tại sao lại như vậy? Một phần á thì Sam phải nói đó là do cơ địa của mỗi người, nhưng mà đây chỉ là một cái phần nhỏ xíu thôi. Còn cái nguyên nhân lớn nhất á, đó là do các bạn sử dụng mỹ phẩm chưa đúng cách. Tại vì sử dụng mỹ phẩm á, đúng sản phẩm là một chuyện, nhưng mà còn sử dụng mỹ phẩm đúng cách nữa, đó lại là một cái chuyện khác nữa. Và như là cái Sam sẽ cung cấp cho mọi người một số tips nha. Chẳng hạn như là trước khi mà mọi người sử dụng những cái sản phẩm dưỡng da này á, thì để đạt một cái hiệu quả tốt nhất á, thì các bạn nên vệ sinh da cho sạch sẽ. Nhớ nha, làm sạch da thật sạch trước khi mà mình sử dụng cái sản phẩm, thì nó khi cái da mặt của chúng ta nó mới hấp thụ được đầy đủ các dưỡng chất và mới có hiệu quả tối ưu nhất. Và tiếp theo nữa là khi mà sử dụng cái sản phẩm, đặc biệt là những cái sản phẩm vào ban đêm đó, mọi người sử dụng những cái sản phẩm dưỡng da vào ban đêm, giống chẳng hạn như là Bua Night Cream này, thì khi mà các bạn sử dụng xong thì chúng ta nên đi ngủ sớm và hạn chế tiếp xúc với điện thoại, iPad hay là máy tính. Tại vì mọi người biết đó, là mọi người nghĩ là không có sao hết, tại vì khi mà tôi về nhà rồi thì đâu có tiếp xúc với ánh nắng mặt trời đâu. Nhưng mà các bạn biết á, điện thoại nè, laptop hay máy tính á, thì hay máy tính bảng á, thì những cái đó nó sẽ có những cái ánh ánh những cái ánh sáng sẽ trực tiếp vào da của chúng ta như thế này. Cái này gọi là ánh sáng xanh, và cái ánh sáng xanh này rất có hại cho làn da luôn. Mọi người thấy nha, cái ánh sáng điện thoại này, khi mà các bạn xem điện thoại vào buổi tối đó,
đó thì nó sẽ trực tiếp vào làn da của chúng ta như thế này. Đây gọi là ánh sáng xanh, và cái ánh sáng xanh này cũng rất có hại cho da luôn. Cho nên thường á, chúng ta sử dụng cái mỹ phẩm vào ban đêm xong thì chúng ta nên đi ngủ sớm. Thứ nhất là ngủ sớm á, nó sẽ tốt cho sức khỏe, tốt cho da, đẹp cho da. Và thứ hai nữa là sẽ không có tiếp xúc với ánh sáng xanh nhiều ha. Tiếp theo nữa là khi mà chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà dưỡng da xong đó, thì chúng ta cũng nên giữ một cái chế độ ăn uống, ngủ nghỉ cho điều độ. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta dưỡng da cấp máy nhưng mà cứ đi ngủ thật là trễ thì da của chúng ta, cái đồng hồ sinh học của chúng ta nó không chịu nổi, thế là cái làn da của chúng ta cũng sẽ rất là xấu đi. Cho nên nha, ngoại trừ cái việc mà ngoại trừ cái vấn đề mà chúng ta dưỡng da nè, thì chúng ta cũng phải giữ cái chế độ giống như là ngủ sớm, đi ngủ sớm, chịu khó đi ngủ sớm, hay ăn uống một cách khoa học hơn, và nghỉ ngơi điều độ thì sẽ cũng tập thể dục thể thao, và đó cũng là một trong những cái tip để cho giúp cho cái làn da của chúng ta khỏe hơn và giúp cho sức khỏe của chúng ta cũng tốt hơn nữa. Và còn một việc nữa là chúng ta nên dưỡng da cả bên ngoài lẫn bên trong, có nghĩa như là ngoài sử dụng những cái sản phẩm dưỡng da để nó sẽ có tác động lên trên bề mặt da của chúng ta, thì các bạn cũng nên sử dụng những cái sản phẩm mà làm đẹp da từ bên trong. Người ta thường nói là đẹp cả ngoài lẫn trong á, và cái những cái sản phẩm làm đẹp từ bên trong đôi khi còn tốt nữa. Các bạn nên sử dụng giống như là kiểu thí dụ là chẳng hạn như là cái gì, viên nghệ nè, hay là những cái sản phẩm mà những cái sản phẩm thực phẩm chức năng đó mà có tác dụng là tốt cho da đó, thì các bạn cũng nên sử dụng những cái loại đó để có thể giúp cho cái làn da của chúng ta đẹp cả từ ngoài lẫn bên trong. Và khi mà cả hai thứ hỗ trợ cho nhau thì sẽ giúp cho cái làn da của chúng ta đẹp hơn rất là nhiều nữa. Các bạn còn có những cái câu hỏi nào hỏi cho sao không nè? Cảm ơn Vũ Hồ nha. Các bạn nhớ share livestream và comment câu hỏi nha. Trong cái livestream này thì Sam sẽ dành tặng 5 phần quà cho 5 bạn share livestream cũng như là comment các câu hỏi nhiều nhất. Đúng quá. Hồ Thị Thảo Vi. Em nãy giờ xem muốn gãy tay luôn hả Trần Hà Vi. Đúng là share livestreaming nha, và Sam sẽ dành tặng những cái phần quà vô cùng hấp dẫn cho mọi người. Linh bánh bèo, ok. Lát nữa cuối livestream thì Sam sẽ chọn 5 bạn nha. Cherry Quỳnh bao nhiêu vậy thím? Cái sản phẩm Bua Day Cream này thì có giá là 1.880.000. Còn cái sản phẩm Bua Night Cream này thì sẽ có giá là 2.200.000 đồng nha. Cảm ơn Cherry Quỳnh. Hy vọng là các bạn sẽ thích những cái chia sẻ của Sam cũng như là những cái tip về chăm sóc da mà Sam cung cấp cho mọi người trong mỗi cái livestream. Mọi người biết là trong mỗi cái livestream thì Sam luôn cố gắng thì để mình có thể cung cấp cho các bạn, là tư vấn cho các bạn và là cung cấp cho các bạn những cái tip mỹ phẩm hay mà Sam mới vừa học được hay mới vừa nghiên cứu ra, thì Sam đều muốn chia sẻ với các bạn hết. Bởi vì Sam muốn á, con gái của chúng ta lúc nào cũng phải làm đẹp hết, đúng không nào? Lúc nào cũng phải chăm chút cho cái bề ngoài của mình, nhất là những cái vấn đề về da mà. Và bị nghẹt mũi khó chịu quá. Đúng rồi, chị Vũ Y Nhi có vô trả lời. Bộ kem mini dùng thử á,
7 ngày á chỉ có giá là 340k thôi mọi người nhé. Chị Vũ Nhi có comment. Và đây cũng sẽ là cái bộ sản phẩm mà Sam sẽ tặng cho mọi người. Sam tặng cho các bạn 5 bộ sản phẩm như vậy nha. Và một cái ưu đãi dành tặng cho tất cả các bạn đang xem livestream của Sam đó là nếu như mà các bạn mua cái bộ đôi này nè. Mua cái bộ đôi này á, mua cái bộ đôi mà giống như Sam đang sử dụng á thì một cái ưu đãi dành riêng cho tất cả các bạn đang xem livestream của Sam á. Thì các bạn khi mà mua cái bộ đôi này đều sẽ được tặng thêm một cái sản phẩm trị giá 690 ngàn, đó chính là kem lạnh nụ cười tỏa nắng. Cảm ơn Trương Nguyễn nha. Hy vọng là các bạn ngày hôm nay thích cái livestream này của Sam ha. Còn bây giờ thì Sam nghĩ là cũng tối rồi và cũng tới giờ tham gia confetti rồi, cho nên là xin chào tất cả các bạn nha, và hy vọng là các bạn sẽ vẫn thường xuyên vào ngồi livestream để mà tám chuyện với Sam như vậy, bởi vì thực sự là Sam nói thật là Sam rất là vui khi mà mỗi khi ngồi ở đây để mà nói chuyện tâm sự với các bạn, hay là chia sẻ những cái tip hay, những cái kinh nghiệm hay mà Sam mới vừa học được. Sam thì không có nhiều bạn, với Sam á, những lúc mà chia sẻ ngồi nói chuyện với nhau như vậy á, là một cái điều vô cùng quý. Cho nên là thường thì mọi người nói là trời ơi, Sam ngồi Sam nói chuyện 1 tiếng đồng hồ hay là mấy chục phút đồng hồ như vậy sao không thấy mệt hả? Nhưng mà không, sao không hề thấy mệt, bởi vì mỗi khi mà ngồi ở đây nói chuyện với mọi người như vậy Sam cảm thấy rất là vui, bởi vì Sam được làm quen với được thêm nhiều bạn hơn nè, và được chia sẻ những cái kinh nghiệm, những cái tip hay của mình cho nhiều bạn biết hơn nữa. Vì Sam cũng không có nhiều bạn, cũng không có cơ hội để mà nói chuyện với mọi người như vậy. Cho nên là phải nói là rất là thích, rất là vui khi mà các bạn ngồi nghe xong nói chuyện như vậy, rất là đông bạn như vậy. Và hy vọng là lúc nào các bạn cũng sẽ luôn ủng hộ và ủng hộ Sam trong cái công việc sự nghiệp, cũng như là luôn luôn vào có thể tâm sự với Sam trong những cái livestream của Sam nha. Còn bây giờ thì bye bye. Hy vọng thì các bạn đã thích cái livestream của Sam ngày hôm nay và sẽ luôn follow Sam và ủng hộ Sam nha. Bye bye cả nhà. Hôm nay Sam bị nghẹt mũi, bị viêm họng, các bạn thông cảm nha. Bye bye, chúc cả nhà ngủ ngon. Nhớ share livestream nha. Sam sẽ tặng 5 phần quà cho các bạn share livestream cũng như hồi nãy giờ đặt câu hỏi nhiều nhất nha. Bye bye, nhớ share livestream nha cả nhà. Bye bye.